Theo truyền thông Anh, Pep Guardiola đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì không tôn trọng truyền thống chung kết FA Cup. Huấn luyện viên này mặc quần áo thoải mái, giản dị và khoác một chiếc áo hoodie kaki Puma khi đứng hát quốc ca tại Wembley. Đây là kiểu trang phục bị xem là đi ngược với truyền thống của FA Cup. Đa số các huấn luyện viên sẽ diện vest. Đó là điều mà Erik ten Hag của Man United đã làm, còn Pep Guardiola thì không. Chẳng riêng Pep Guardiola mà các cầu thủ Man City cũng không diện những bộ đồ vest lịch sự. Họ mặc quần áo thể thao, còn cầu thủ Man United thì mặc vest. Trên mạng xã hội, cổ động viên bày tỏ sự bực tức và khó chịu với cách chọn trang phục của Man City. Erik ten Hag thất vọng khi Man United để thua trong trận chung kết, nhưng khẳng định đội bóng đã trải qua một mùa giải thành công. Chúng tôi thất vọng và suy sụp, cảm nhận rất rõ nỗi đau, nhưng tôi tự hào vì các cầu thủ của mình đã chơi rất tốt. Đây chắc chắn là một mùa giải thành công. Trận này chúng tôi không thành công, nhưng sẽ rút ra nhiều điều tích cực cho mùa giải tới. Tôi chỉ có một mục tiêu là giúp Man United tiến bộ hơn, và tôi sẽ đấu tranh để bảo vệ triết lý của mình. Các ông chủ nhà Glazer của Man United đến sân Wembley xem trận đấu này, nhưng từ chối trả lời phỏng vấn trước truyền thông. Quỷ đỏ vẫn chưa rõ số phận khi Glazer vẫn chưa đưa ra quyết định bán đội bóng, khiến họ có nguy cơ chưa thể chiêu mộ sớm những tân binh cho mùa sau. Erik ten Hag cho biết ông sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo để xác định những bước tiếp theo. Roy Keane ngã ngẩm với màn trình diễn của David De Gea trong trận chung kết. Một thủ môn đẳng cấp cao sẽ cản được bàn thua thứ hai của Man United và giúp câu lạc bộ vượt qua ranh giới ở các trận đấu lớn như hôm nay. Thật tiếc khi De Gea không phải là một cầu thủ mà tôi đang nói đến. Man United phải chi tiền để tìm một người xứng đáng hơn bắt chính. Trước Man City, De Gea được thủng lưới hai lần, đều sau những cú sút xa của Ilkay Gundogan. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn người Tây Ban Nha không có lỗi khi pha xử lý của đội trưởng Man City quá đẳng cấp. Xem bàn thua thứ hai, De Gea có phần bị động nên đổ người hơi chậm. Trang chủ Real Madrid thông báo Eden Hazard sẽ chia tay câu lạc bộ sau mùa này. Real Madrid và Eden Hazard đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023. Chúng tôi trân trọng những công hiến của Hazard, đồng thời chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Eden Hazard là cầu thủ thứ 3 cho đến nay được xác nhận chia tay Real Madrid sau Marco Asensio và Mariano Diaz. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Eden Hazard muốn hoàn thành nốt một năm còn lại trong hợp đồng đến hè 2024, nhưng ban lãnh đạo Real Madrid không còn muốn giữ chân cầu thủ người Bỉ. Eden Hazard được cho là thất vọng và có thể đi đến quyết định giải nghệ ngay lập tức ở tuổi 32. Tâm điểm của vòng 38 Ligue 1 đổ dồn vào trận đấu giữa PSG và Clermont khi Messi có lần cuối cùng chơi cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. Huyền thoại người Argentina gặp không ít khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của Clermont. Messi chỉ có vài cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi bàn. Sau 90 phút thi đấu, đội chủ nhà chịu thất bại 2-3. Kết quả này không ảnh hưởng đến thứ hạng của PSG khi họ là sớm vô địch. Với Messi, anh khép lại mùa giải tại Pháp với 21 bàn thắng cùng 20 kiến tạo. Trong lần cuối cùng khoác áo PSG, Messi tỏ ra trầm ngâm. Anh tiếp tục bị người hâm mộ la ó trước trận đấu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, câu lạc bộ Al Hilal đang muốn công bố nhanh thương vụ này vào ngày 6 tháng 6. AS tiết lộ Cristiano Ronaldo suýt thuyết phục thành công người đồng đội cũ chuyển sang giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Ronaldo là một trong những người được Benzema hỏi ý kiến về môi trường sống, điều kiện của giải đấu sau khi Benzema nhận được đề nghị hậu hĩnh từ chính quyền Ả Rập Xê Út. Ronaldo sau đó nhiệt tình thuyết phục tiền đạo người Pháp chuyển đến đây thi đấu cùng mình. CR7 phân tích cho Benzema thấy những lợi ích, đặc biệt về mặt tài chính khi đến với bóng đá Ả Rập Xê Út. Ban đầu, Benzema đồng ý với đề nghị từ chính phủ Ả Rập Xê Út trước khi quyết định từ chối vào phút chót. Quả bóng vàng 2022 cảm thấy bản thân vẫn có thể đóng góp vào thành tích của Real Madrid ở mùa giải mới và muốn tiếp tục chơi tại sân Bernabeu đến mùa hè 2024 trước khi đưa ra quyết định về tương lai.